Ngày 27 tháng 5 2021, báo Người Lao Động đã đưa tin Bộ Giáo dục Đào tạo ra văn bản không thể tin nổi, phối hợp thí điểm thử ma túy cho học sinh sinh viên. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính phủ giao trong chương trình công tác phòng chống HIV/AIDS ma túy mại dâm năm 2021. Theo đó, mục đích của kế hoạch trên nhằm triển khai hiệu quả các nội dung công việc được giao tại chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS ma túy mại dâm, tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS ma túy mại dâm và kỹ năng phòng chống AIDS ma túy mại dâm tệ nạn xã hội cho giáo viên, phụ huynh và học sinh sinh viên. Kế hoạch 4-5 năm bao gồm 9 nhiệm vụ khác nhau liên quan đến công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS ma túy mại dâm. Tuy nhiên, có 2 nhiệm vụ gây xôn xao dư luận và khiến nhiều người phản ứng. Cụ thể, nhiệm vụ 4 yêu cầu phối hợp thí điểm tại một số địa phương về thử ma túy cho thanh thiếu niên học sinh sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện giao thông. Nhiệm vụ 8 yêu cầu xây dựng triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh thiếu niên học sinh và sinh viên. Một giáo viên cho hay bị choáng váng khi đọc văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo liên quan đến việc yêu cầu thí điểm tại một số địa phương về thử ma túy cho thanh thiếu niên học sinh sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện giao thông. Giáo viên này cho hay, tôi không hiểu tại sao Bộ Giáo dục Đào tạo lại thí điểm thử ma túy cho học sinh. Không biết văn bản này có sai sót gì hay không, nhưng điều này là quá bất ngờ và gây sốc. Nhiều giáo viên khác khi được hỏi cũng cho rằng không thể tin nổi lại có văn bản như thế này. Sau phản hồi của dư luận, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục có văn bản 2043 do Vụ trưởng Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên Bùi Văn Linh ký về việc hướng dẫn làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong kế hoạch 455. Theo văn bản này, nhiệm vụ số 4 cụm từ thử ma túy được hiểu là xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Nhiệm vụ số 8 dự phòng nghiện ma túy được hiểu là hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy. Tuy nhiên, hướng dẫn này tiếp tục vấp phải phản ứng của dư luận. Cụ thể, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các địa phương hiểu thử ma túy là xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể hay dự phòng nghiện ma túy là hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy rõ ràng là không thuyết phục. Văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo phải rõ ràng, chính xác, chứ không thể để ai hiểu thế nào thì hiểu. Nếu văn bản sai thì phải thu hồi, chứ không phải là một cái hướng dẫn tiếp tục gây phản ứng như vậy, một chuyên gia giáo dục đã khẳng định.